bộ phim Phong Quả Giai Nhân. Tập 33. Được, anh đồng ý với em. Sau này sẽ không nhắc tới Hồng Vũ nữa. Nhưng mà anh nhất định không buông tay em. Lúc trước em đã nói không muốn mình một rửa trong nhà này. Anh đã giúp em mở quyển cư, lần này anh sẽ giúp em bước vào hội đồng quản trị thực nghiệp đủ tiền của giới đàn ông. Đỗ Dũng Đường, anh mà tốt với tôi như vậy à? Đây là một giao dịch. Em cũng biết là bây giờ là lúc đấu thầu của phố Kinh Bang mà anh đã chờ từ lâu rồi. Lần này anh quyết tâm giành được đó. Nếu em có thể giúp anh nắm được phần thắng hạng mục đó, anh có thể tiến cử em vào hội đồng quản trị Đỗ gia, để cho em chính thức bước vào thương trường, tránh xa cuộc chiến của những người phụ nữ. Em thấy thế nào? Được, vậy đi. Đồng Dục Nguyễn, em thà bước vào hội đồng quản trị cũng không muốn đấu với người phụ nữ khác để giành trái tim anh. Em đúng là độc ác mà. Hay là thực ra em không hề có trái tim? Nếu tôi không có trái tim thì chỗ này cũng không đau đến như vậy. Con chim này, mau cút đi. Con trai ta mà về, ta kêu nó thịt ngươi đó. Cút đi. Phương Đồng, tôi sẽ đi cùng anh, nhưng anh bỏ qua cho cha của tôi đi. Cái thằng ngốc này, cha đã ném tẩu thuốc vào con, sao con còn đứng đây hả? Lần này cái mạng con chắc cũng không giữ nổi nữa rồi. Cha, con về để nhìn cha một chút thôi. Đi thôi. Chú Đình Sâm, đây là bọn cướp muốn bắt cóc anh hả? Đây không phải là tiểu thơ Chu Linh Quân muốn nhảy lầu hay sao? Thẩm tướng quân đang có hứng thú với lai lịch của cô đó. Người đâu, đưa cô ta theo cùng. Rõ. Cậu hứa với tôi cái gì? Cậu đã hứa không bao giờ xuất hiện, nhưng cậu lại ở trước mặt bạn dân thiên hạ cứu một người phụ nữ, còn có bản lĩnh trong khu của phu nhân Kim đối phó với đặc sứ. Nói đi, ngoài Tôn Văn ra, có phải cậu còn dựa lưng người máu mặt nào nữa không? Cậu muốn một chân đạp bao nhiêu thiện mới đủ? Tướng quân, tôi xin lỗi, nhưng với ai tôi cũng không hứng thú. Mà người của Tôn Văn thật sự đã đột nhập vào chỗ của phu nhân Kim để xử lý đặc sứ. Còn người phụ nữ đó là sao? Cô ấy là Trương Linh Quân, cô giáo tiếng Pháp mà tôi tình cờ gặp ở Quảng Châu. Cô ấy yêu đơn phương tôi. Người bên phía Tôn Trung Sơn lại dùng cô gái này không biết gì gửi cho tôi một lá thư, đưa cho tướng quân ba sự lựa chọn: thượng sách, hợp tác, trung sách,
trung lập, hạ sách, phản kháng. Buồn cười. Thế lực của Tôn Văn nhỏ như ánh sao le lói mà dám uy hiếp tôi hay sao? Còn cô gái đó nếu không có giá trị gì, tôi thấy cũng không cần thiết để cô ta sống. Dù sao cũng là người đưa tin của đảng cách mạng. Nếu như giết cô ấy, bên đó sẽ nghĩ tướng quân cố tình kiếm chuyện. Đình Sâm mà, từ khi nào cậu dám chỉ tôi cách giải quyết mọi chuyện vậy? Chú Đình Sâm không dám chỉ ngài, nhưng mà hai chúng tôi cũng đã có nhân duyên một đêm ngắn ngủi. Dù không có tình, nhưng mà khó tránh chữ nghĩa. Đây mới đúng là tính cách của chú Đình Sâm. Đây không phải là bữa tối cuối cùng chứ? Có phải khi nào tôi ăn xong thì sẽ giết tôi không? Sao vậy? Không hợp khẩu vị của Trương tiểu thư à? Món gan ngỗng sốt cam này nấu bị khét quá rồi. Còn món ốc nhồi nấu rượu, không thể dùng rượu nước hai để làm được. Tôi xin lỗi Trương tiểu thư, bây giờ ngân sách có hạn, chúng tôi không thể mời cô rượu vang trắng được. Tôi thật sự không thể tôn trọng nổi loại tiểu thư nửa tay nửa ta giả vờ giả dịch như cô. Tướng quân với phu nhân tướng quân cũng chưa từng có gì không hài lòng với món pháp mà tôi làm. Vậy mà cô có tư cách gì ở phủ tướng quân chỉ tay năm ngón như vậy? Cô muốn ăn thì ăn, không ăn thì tôi đem dẹp đi. Tôi ăn. Tôi chỉ mới nói ra những khuyết điểm thôi, còn chưa khen hết mấy ưu điểm nữa. Sao cô lại bực mình chứ? Món ốc nhồi này nấu chín vừa phải, mặc dù không có mùi của rượu vang trắng, nhưng mà thịt mềm thơm ngọt, cũng coi như là một món ngon. Ngon lắm, ngon lắm. Xem ra là khó ăn thật rồi. Vậy sao lúc nãy không tiếp tục tranh luận với quản gia Tâm Phúc nhà tôi? Không, phải giữ phép lịch sự của người văn minh chứ. Vậy sao cô lại đưa được lá thư cho chú Đình Sâm vậy? Lá thư gì vậy? À, bạn tôi nhờ đem cho anh ta một hộp sô-cô-la Pháp gì đó làm quà. Cũng là nhờ hộp sô-cô-la Pháp đó giúp tôi có thể làm quen được với một người đàn ông hấp dẫn như vậy. Hình như là cô yêu cậu ta. Đương nhiên rồi, đó là sự kết hợp của thể xác và tâm hồn. Vì anh ấy, nếu như có cực khổ gì tôi cũng chịu được. Thưa quân, ngồi. Tôi thấy cô gái đó bị mấy cái tiểu thuyết tình cảm ba xu của Pháp đầu độc trong não rồi. Mặc dù như có chút giả bộ, nhưng sự tầm thường trong con người thì không sai được, không giống người của đảng đối lập. Đừng có vội kết luận Đình Sâm không nói thật đâu. À, ý tướng quân là cô ta trả lời đúng là không lộ sơ hở gì, nhưng phía sau cô ta có người hù đặc sứ phải về Bắc Kinh, dĩ nhiên không thể xem thường. Bây giờ cậu đưa Đình Sâm tới mật thất của tôi để đọc sách tĩnh lặng mấy ngày đi. Còn cô ta để người phụ nữ đó tới dạy Tuyết Mai một chút tiếng Pháp đi. Thưa quân, làm gì có nguy hiểm cho phu nhân quá không? Không đâu. Dân cô võ công cao cường, có cô ấy bảo vệ cho Tuyết Mai thì sẽ không có vấn đề gì. Với lại Tuyết Mai có một ưu điểm là làm người khác dễ chịu, không đề phòng. Bất cứ ai khi được ở một nơi thoải mái đều dễ bộc lộ bản thân, nói lời thật lòng. Tướng quân muốn một mũi tên trúng hai đích. Một là dùng người phụ nữ này giữ chân chu Đình Sâm, hai là lợi dụng cô ta tìm ra người đã đối phó với đặc sứ.
Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nới lỏng cảnh giác được. Phương Đồng, quan trọng là bến tàu Phố Kinh Bang phải hoàn thành xong sớm. Dạ, thuộc hạ hiểu. Anh yêu à, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau chứ? Tại sao bọn họ cứ muốn tách rời đôi uyên ương đang yêu nhau vậy chứ? Hả? Người Trung Quốc có câu đọc sách để bồi dưỡng phẩm hạnh. Lúc trước tôi là người nóng tính, tướng quân vì muốn thay đổi tính tình của tôi nên cho tôi cơ hội được đóng cửa đọc sách. Là vì ngài ấy muốn trọng dụng tôi làm việc, cô hiểu không? Em không hiểu đâu. Em chỉ muốn được cùng anh đi dạo dưới ánh chiều tà, thắm thiết anh em thôi. Nếu cô cứ điên điên khùng khùng như vậy nữa, tôi thực sự sẽ mặc kệ cô đó. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu cô một điều duy nhất: mau cắt đứt mối quan hệ với mấy người bạn Pháp mà cô vẫn còn giữ liên lạc đi. Ngoan ngoãn ở đây dạy tiếng Pháp cho Thẩm phu nhân thật tốt. Cô có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Anh muốn tôi tạm dừng liên lạc với tổ chức để lẩn trốn lâu dài ở phủ tướng quân. Em hiểu rồi. Bởi vì anh, em có thể từ bỏ tất cả các thú vui của mình. Anh yêu, em sẽ luôn đợi anh. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó. Trương tiểu thư thân mến à, nếu cô còn nói thêm câu nào nữa, tôi dám đảm bảo chú đại ca sẽ từ bỏ tất cả thú vui có liên quan đến cô đó. Cô hiểu tôi nói gì không? Tôi hiểu rồi. Em đi liền đây. Mời. Đã đâu, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy đó. Đại ca, chuyện này anh cứ yên tâm. Trương tiểu thư, mời. Tố Hề ơi Tố Hề, cô lúc nào cũng nghĩ chu toàn hết mọi chuyện mà giờ lại bị mấy cuốn sách với mấy con chữ này hại. Nhớ lúc trước tiểu thư muốn dạy cô đọc sách, cô thì giỏi rồi cứ đòi đi giặt đồ. Giờ thì tốt quá rồi, so với mấy người mù cô cũng có khác gì đâu chứ. Tố Hề. Ê, Tố Hề đại đầu. Ê, sao em lại tự đánh đầu mình chứ? Bình thường đã ngốc lắm rồi, đánh nữa ngốc hơn thì sao đây chứ ha? Thôi đi nha, tôi đang tìm giùm tiểu thư nhà tôi mấy cuốn sách thiết kế bến tàu Kinh Bang. Không phải Đỗ Nhị thiếu gia đã thiết kế một bản rồi sao? Em còn tìm cái khác làm gì nữa? Đó là quy hoạch lớn, giờ Thẩm tướng quân đang muốn đấu thầu lại từ đầu, cho nên phải làm bản thiết kế mới. Tiểu thư nhà tôi muốn đi trước cô gia một bước. À, anh xem, nãy giờ tôi cũng tìm nhiều sách rồi mà không thấy gì hết. Tôi thật sự muốn tìm giúp tiểu thư nhà tôi lắm, nhưng mà ngay cả chữ nước mình tôi còn không biết nữa. Mấy chữ nước ngoài này tôi thua luôn á. Ê, hay là anh giúp tôi đi. Anh cũng đâu biết nhiều chữ đâu. Em kêu anh tìm sách, khác nào kêu heo đi câu cá. Cái này không ổn đâu. Giờ anh có đi hay không? Anh... nếu như anh không muốn đi thì tôi đi tìm cổ phiếu vậy. Nói không chừng cổ phiếu lại có thể tìm được đó. Nè, đứng lại. Tô Hề à. Tô Hề, cái tên cổ phiếu đó nói chuyện y chang thiếu gia nhà hắn, ấp ấp mở mở. Em tin hắn ta, thà tin heo nái biết leo cây còn đáng tin hơn đó. Cậu mới là heo nái đó, đâu biết leo cây. Tố Hề, mấy cô em mới nói có tính không? Nếu như mà em nói thật, anh nhất định giúp em bằng mọi giá tìm được đồ em muốn. Để sẵn tiện ghé hỏi thăm giá thuê kỳ qua luôn. Khi nào tìm được đồ, em lấy anh nha. Nghe tôi nói nè anh cổ phiếu, cho dù Tố Hề có sống cố chết đòi gả cho anh bằng được thì anh không được lấy. Điên sao? Vợ đến tay rồi mà không cưới là não bị hư rồi. Tố Hề, đợi nha, anh sẽ quay lại liền. Chết rồi, không có ổn rồi. Muốn lấy được vợ cũng phải tốn tiền không ít đó. Nhưng mà không sao,
Trong gối của mình có 18 đồng 8 hào 7, tính luôn trong đôi giày có 3 đồng 1 hào 6. Hỏi mượn thiếu gia 30 đồng, trả lại 3,3%, tổng cộng là 54 đồng 2 hào. Đủ rồi. Tiêu rồi, không ngờ cái tên đó làm thật. Vậy anh cũng phải đi tìm. Hai người nếu ai tìm được đồ trước thì tôi sẽ gả cho người đó. Hai người mau thể hiện bản lĩnh đi. Ê, anh quên, sở thích của anh là sưu tập mấy tờ báo tạp chí mà không ai thèm đọc tới. Tố Hề, anh từng thấy một tin tức nói bên người Pháp có người tên là Bi gì đó. Bi cái gì? Bi cái đầu anh thì có. Người tên Bia đó là bậc thầy kiến trúc nổi tiếng toàn thế giới lận đó, mà chuyên môn là thiết kế bến tàu. Nếu như thiếu phu nhân mà tìm được ông ta, chắc chắn có thể hoàn thành thiết kế sớm hơn dự định. Tố Hề, cách này là anh từng nghĩ ra được đó. Em nhớ, nhất định lấy anh nha. Vậy thì đó cũng là bản thiết kế của người ta mà, liên quan gì tới anh chứ? Gả thì cũng phải gả cho người Pháp kia. Người Pháp đó. Tố Hề, không được gả cho người Tây Dương, nếu không anh sẽ giận em đó. Có chuyện gì? Chào anh, tôi là nhị thiếu phu nhân của Đỗ gia. Tôi muốn gặp phu nhân tướng quân của các anh, nhờ anh thông báo giùm nha. Muốn nhắn cái gì thì mời ra cửa trước. Cửa trước? Hay là anh cho tôi qua lần này được không? Không được. Trước Mai, mình nè. Dục Nguyễn, người gác cửa không cho mình vô. Cậu ra đó lại đi. Ừ. Vị này là nhị thiếu phu nhân Đỗ gia, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Sau này cô ấy có tới tìm tôi thì anh cứ cho vào là được. Dạ. Dục Nguyễn, mau vào đi. Trước Mai. Dục Nguyễn, sau này khi cậu tới đây sẽ không còn phiền phức như hôm nay. Cậu nhớ qua chơi nha. Nè, ngồi. Phu nhân, tướng quân đã có lệnh không được phép qua lại với người nhà Đỗ gia. Dân cô, tướng quân đặt ra nhiều mệnh lệnh, may là có cô nhớ rõ. Nhưng mà trí nhớ tôi lại không tốt, tôi rất hay quên mấy chuyện mà người khác nói. Nhưng mấy chuyện mà tướng quân đã căn dặn tôi lại nhớ kỹ hơn một chút. Chắc tôi cần phải đợi tướng quân đích thân nhắc nhở. Trước đây phu nhân Vũ Lan không giống như cô giờ đâu. Nếu như phu nhân Vũ Lan còn sống, đương nhiên là nữ chủ nhân của phủ tướng quân này. Nhưng mà bây giờ nữ chủ nhân ở đây là phu nhân Tuyết Mai. Nếu như người hầu nào cũng có thể lên giọng dạy đời cô ấy giống như vậy, vậy thì cô ấy là người phụ nữ của vua Thượng Hải làm gì? Cô đang ở phủ tướng quân, có tư cách gì? Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao? Cô ấy là bạn thân của tôi, nếu như cô ấy không có tư cách gì thì cô càng không có tư cách. Phu nhân, trong mắt của phu nhân tôi chỉ là người hầu, nhưng mà chắc là cô đã quên, phu nhân Vũ Lan với tôi thân như chị em. Tướng quân coi tôi như người nhà và là tâm phúc. Ở trong cái phủ này từ trước tới giờ chưa ai dám lớn tiếng chèn ép tôi. Còn về cô, nếu cô chịu ngoan ngoãn giữ quy tắc của phu nhân Vũ Lan đã đặt ra thì không sao. Còn nếu cô không chịu hiểu chuyện, suốt ngày vẫn sói vào nhà làm cho tướng quân và phu nhân Vũ Lan bị bôi nhọ, để tôi bắt được, tôi nhất định không tha cho cô. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi không có ý gì hết. Hai vị từ từ ngồi ở trong vườn hoa này, yên tĩnh thông thả uống trà chiều, rồi tâm sự nói chuyện của phu nhân với tiểu thư nha. Tôi phải đi đưa dưỡng tâm thang cho tướng quân, tôi đi trước đây. Tuyết Mai, sao mà cô ta dám đối xử với cậu như vậy? Ngày nào cô ta cũng như mèo dần chuột với mình, hù dọa đùa giỡn. Mình hận cô ta lắm. Nhưng cậu là nữ chủ nhân ở đây, cậu có thể nói thẳng tướng quân đuổi cô ta đi. Mình mà là nữ chủ nhân gì chứ, mình chỉ là con rối của tướng quân thôi. Tướng quân không bỏ nổi dưỡng tâm thang của cô ta, nên cô ta nói gì ngày ấy cũng nghe theo hết. Vậy mà mình tưởng nhà của cậu ít người thì sẽ yên bình hơn, thật không ngờ cũng không tránh được cảnh đấu đá. Nhà nào thì cũng có cái khó mà. Nhưng mà mình còn có tình bạn, chúng ta có tình bạn để an ủi lẫn nhau. Dục Nguyễn, hôm nay cậu tới tìm mình,
Chắc là có chuyện gì khác nữa mà phải không? Có. Mình nghe nói kỹ sư thiết kế nổi tiếng người Pháp Bie sắp tới Thượng Hải rồi đó. Mình muốn nhờ ông ấy thiết kế cho mình một hạng mục. Cậu giúp mình hẹn ông ấy được không? Đương nhiên là được rồi. Mình nhất định sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu. Tuyết Mai, cậu có một chuyện nữa. Cậu có biết tin tức của Chu Đình Sâm không? Mình nghe nói Thẩm tướng quân đã bắt anh ấy về rồi. Dục Uyển, tướng quân sẽ không nói với mình mấy chuyện này đâu. Mà cậu cũng đừng lo. Mình nghĩ anh ấy nhất định phước lớn mạng lớn. Mình cũng hiểu, nhưng mình không thể nào yên tâm được. Hồng Vũ, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám làm hại đứa con trong bụng của Độc Dục Uyển một lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Dẫn đường, anh nói vậy là có ý gì chứ? Cô đã đưa cho Dục Uyển thuốc phá thai, cô làm bộ làm tình cái gì chứ? Nhưng mà ai trong Đỗ gia cũng nói con của Đồng Dục Uyển không phải của anh mà. Con của tôi cần người khác thừa nhận mới được sao hả? Con cháu của Đỗ gia đương nhiên phải được Đỗ gia chính thức thừa nhận. Không thể nghe Đồng Dục Uyển nói đó là con của con thì con nhận là của mình được. Mẹ, Dục Uyển là người ngay thẳng chính trực. Nếu như cô ấy thực sự làm ra chuyện sai lầm đó, cô ấy chắc chắn sẽ không mặc dày ở lại Đỗ gia. Cả không thể để cho con của Chu Đình Sâm lớn lên ở bên cạnh con đâu. Cái thai của Đồng Dục Uyển đã được đại phu khẳng định là 2 tháng rưỡi rồi. Lúc đó hai đứa con còn đang cãi nhau ầm ĩ, làm gì có chuyện chung chăn gối được. Bữa đó là do con tức giận nên cưỡng bức cô ấy. Dẫn đường, con thật sự làm chuyện như vậy hả? Mẹ, vậy thì hôm nay con sẽ nói thật luôn, cũng như nói rõ với cái nhà này. Cái thai trong bụng của Độc Dục Uyển là của con. Mong mọi người sau này hãy đối xử tốt với cô ấy. Nếu như sau này ai dám hại cô ấy, hay là bôi nhọ, hoặc không tôn trọng cô ấy, chính là cố tình chống đối với Đỗ Dưỡng Đường này. Được, chỉ cần hôm nay con nói rõ vậy là được. Bắt đầu từ hôm nay, Đỗ gia sẽ không ai dám làm khó Dục Uyển. Nếu có ai dám cố tình làm khó nó thì chính là bất kính với ta, càng bất kính với Dưỡng Đường hơn nữa. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Phu nhân, Hồng Vũ thật sự không biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, cho nên trách lầm nhị thiếu phu nhân. Phu nhân xin người nhất định phải bảo vệ con, đừng để nhị thiếu phu nhân đuổi con ra ngoài đường mà. Phu nhân à. Ủa, đi. Phu nhân đi bà. Được rồi, Hồng Vũ một khi bước vào nhà này thì không thể vô duyên vô cớ đuổi đi được. Con nhìn nó thấy không ưa, vậy đừng để ý tới nữa. Phu nhân, thư ký con Bia đã tới. Xin chào phu nhân. Mời anh ngồi. Tôi tìm gặp anh là có chuyện nhờ. Tôi nghe nói ông Pierre đến Thượng Hải là có việc cần làm. Tôi rất hâm mộ ông ấy. Tôi mong anh có thể giúp tôi liên hệ. Khi nào ông ấy tới Thượng Hải có thể gặp mặt tôi đầu tiên. Xin lỗi phu nhân tướng quân, phu nhân chậm một chút rồi. Lịch ông ấy đã có hẹn từ trước. Thật sự xin lỗi. Tôi là phu nhân tướng quân, không lẽ một cơ hội gặp mặt cũng không được ưu tiên? Phu nhân, thật ra là trong mắt của ông kỹ sư, cho dù là ai cũng đều giống như nhau. Ông ấy chỉ gặp với những người mà ông ấy thích. Rất mong phu nhân thông cảm. Thật sự xin lỗi. Dục Uyển, không sao đâu, mình sẽ tự nghĩ cách khác. Tuyết Mai à, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mình về trước nha. Nhị thiếu phu nhân, áo của cô bị lạch rồi.
Cảm ơn cô. Cô yên tâm, Chu Đình Sam không sao. Dục Uyển, cô ấy ở Quảng Châu là bạn tốt của Chu Đình Sam. Tướng quân đã mời cô ấy tới đây để dạy tiếng Pháp cho mình đó. Cô thật sự, thật sự là một cô gái vừa đẹp lại vừa giỏi giang. Tuyết Mai có người bạn như cô ở bên cạnh cô ấy, tôi thật sự rất yên tâm. Nhưng mà thật đáng buồn, trong tim của người mà tôi đem lòng yêu thương đã có người con gái khác. Cô ấy mới là người đẹp nhất. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, khi nào chúng ta mới về nhà? Thiếu phu nhân sốt ruột lắm đó, đừng có chơi nữa mà thiếu gia. Tôi đang suy nghĩ để một kỹ sư thiết kế du ngoạn khắp nơi học cao hiểu rộng nhận lời mời của mình. Ít nhất tôi cũng phải có chung một sở thích với người ta. Cái này là đồ chơi hiện đại nhất bây giờ, vô tuyến điện. Đó sẽ là sở thích chung của tôi với ông Pierre. Bởi vậy biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì ra là vậy. Hèn gì nãy giờ thiếu gia cứ ngồi đây bình tĩnh như vậy. Xin chào Đỗ tiên sinh, tôi là thư ký của ông Pierre. Chào anh. Tôi xin lỗi, chắc là hôm nay ông ấy không đến được. Bây giờ ông ấy ở Thượng Hải, đã có bạn cũ tới mời đi ôn lại chuyện xưa rồi. Ông ấy dặn tôi tới đây tìm anh xin lỗi. Vậy khi nào ông ấy rảnh mới gặp lại tôi một lần nữa? Xin lỗi, chuyện này ông ấy không nói với tôi. Tôi xin lỗi. Bạn cũ hả? Đó chỉ là cái cớ thôi. Rốt cuộc là ai đã nhanh chân dành trước vậy? Tôi phải điều tra ra xem là ai. Đã 3 năm trôi qua mà em vẫn còn trẻ đẹp. Cảm ơn anh yêu. Mọi thứ ở nơi đây chắc là anh vẫn chưa quên chứ? Đương nhiên là chưa. Nếu như quên em rồi thì sao anh lại không hề đánh đo do dự một chút nào, đi theo Tường Vi để tới đây chứ? Anh yêu đúng là biết nói lời ngon ngọt. Anh yên tâm, đây là căn phòng bí mật của Kim Ốc mà. Trừ đầu bếp ra thì không có ai cả. Vậy chắc em vẫn còn nhớ. Ở nơi thoải mái giống như thiên đường này đã giúp chúng ta quên đi những người đàn bà có tính hay ghen tuồng đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần phải đề phòng hay lo lắng, sợ thám tử tư của vợ anh làm cho mất hứng nữa. Được rồi, nói xem, lần này anh tới đây là có chuyện gì? Có phải là anh đã nhắm được hạng mục nào rồi không? Hạng mục mà anh nhắm được dĩ nhiên phải là hạng mục tiềm năng mà ai cũng muốn có rồi. Trùng hợp em cũng có một hạng mục rất hợp với anh đó. Đó là bến tàu phố Kinh Bang. Nó có thể làm trí tưởng tượng của anh được phát huy đến cực điểm luôn. Đừng nhắc tới công việc khi hẹn hò, nói chuyện khác đi. Trời ơi, đây đâu phải là công việc, nó là đề tài lãng mạn mà. Anh tưởng được mỹ nhân mời một cuộc hẹn sau bao nhiêu ngày xa cách sẽ thật lãng mạn. Nhưng không ngờ em bây giờ chỉ quan tâm đến thiết kế của anh thôi. Anh yêu, em thật sự là một hồng nhan tri kỷ, luôn hâm mộ anh. Em còn có thể thuyết phục hiệu Bumori dùng tài lực mạnh nhất hỗ trợ cho thiết kế của anh, để cho trí tưởng tượng phát triển bay cao bay xa hơn. Tới lúc đó, anh có thể trở thành quốc vương mãi mãi ở bên cạnh em, trong cung điện xa hoa này. Trong mắt người Pháp của anh, sự lãng mạn là vô giá, chuyện làm anh là có giá. Sao anh có thể để em lấy sự lãng mạn vô giá để làm một vụ giao dịch chứ? Tiền không thể xứng ngang hàng với tình yêu được. Trời ơi. Trời, sao nước không nóng vậy? Anh yêu à, để em giúp anh thêm nước nóng nha. Bị hư rồi sao? Sao lại không có nước nóng vậy? Phu nhân, nồi hơi của biệt thự hình như bị hư rồi. Xin phu nhân đợi một chút để tôi đi xem thử. Em xin lỗi anh.
có chút trục trặc rồi. Yeah. Anh quên mất. Đau quá. Anh quên mất. Em có sao không? Không ngờ là chiêu này của tiểu thư hiệu quả ghê luôn. Đây là bọ ngựa bắt dê, chim sẻ chực sẵn. Đâu có ai biết được chúng ta dùng chiêu này phá hư kế hoạch của phu nhân kia chứ. Chà, tới lúc tiểu thư diễn rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Tiểu thư, đi nè. Đi thôi. Người giữ nồi hơi mà da dẻ mềm mại như vậy. Cho dù anh không vạch trần em thì em cũng sẽ sớm bị lộ ra thôi. Đỗ Duẩn Đường, chắc là lần đầu tiên tôi thấy anh ăn mặc đẹp trai như vậy đó. Nhìn đẹp lắm, thời trang này rất hợp với anh. Nửa đời còn lại vẫn có cơ hội được nhìn thấy em cười tươi vui vẻ như vậy, thật tốt quá. Nhưng mà để anh vào có vẻ thích hợp hơn em. Ủa, anh vào đây làm gì? Xin chào phu nhân Kim. Là tiểu thư Tường Di dặn chúng tôi làm món bít tết Thượng Hải ngon nhất ở chỗ này để cho ông Bia được thưởng thức. Dạo này Tường Di cũng thông minh lanh lợi hơn. Được rồi, anh đem qua bên đó để lên bàn đi. Cảm ơn nha. Bia, ra ăn bò bít tết nè. Come on. Dạ xin mời. Oh. Thật không ngờ chỗ này mà tôi cũng có thể ăn được món Pháp đúng vị như vậy. Nhà hàng của anh mở bao lâu rồi? Lần trước tôi nhớ tới chưa từng thấy nhà hàng này nấu ngon như vậy. Nhà hàng của chúng tôi chỉ mới khai trương thôi. Với lại ông chủ của chúng tôi thích đi tìm những vị khách biết thưởng thức ẩm thực với ông đây. Bởi vì cho nên hôm nay ông ấy làm món bít tết ngon nhất, đem qua cho ông Pierre tiên sinh, hy vọng là ông sẽ thích. Còn cái này là bản thiết kế của chúng tôi. Đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh yêu, có ngon không? Nè, cạn ly. Cạn ly. Anh đã suy nghĩ thật kỹ chuyện hợp tác với hiệu buôn Mori chưa? Em yêu à, anh đã nói rồi, lãng mạn với công việc không thể đi chung. Trời ơi, vậy em hỏi, nếu muốn anh thiết kế hạng mục này cho tụi em thì cần phải bao nhiêu tiền vậy? Hiện tại tiền không quan trọng. Vấn đề là anh muốn cái tên BR sau 100 năm nữa vẫn sẽ trường tồn cùng một hạng mục vĩ đại xuất sắc nhất và được 400 triệu người dân Trung Quốc nhớ tới. Chuyện này em không làm được. Em với mấy người Nhật đứng sau lưng em đều giống nhau, cứng nhắc, khô khan, không có trí tưởng tượng. Thành công rồi. Cô không yêu vậy tại sao lại sống chết cô chịu đi? Đây là Đỗ gia, không phải là Đồng gia. Ôi đi về đi, cút đi. Phu nhân, ông Bia đã đi rồi. Đúng là lão già Pháp vô tình vô nghĩa.
Tôi nhất định sẽ bắt ông ta quay lại đây quỳ xuống xin tha thứ. Em thực sự không muốn biết lúc anh gặp ông Pierre, ông ấy đã vẽ gì lên đây hay sao? Trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng mà ông Pierre nói, thực ra nói như vậy có ý gì chứ? Thì hỏi anh đi. Hỏi anh là em sẽ biết liền mà. Anh mà dễ dàng nói tôi biết sao? Sao em cứ nghi ngờ rồi đề phòng anh như vậy chứ? Cứ bỏ cái tôi của mình xuống để sống cho thoải mái đi. Nhìn anh nè, nói không chừng anh cam tâm tình nguyện kể cho em nghe. Nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi đã xem rất nhiều mấy thiết kế lúc trước của Pierre. Phong cách của ông ấy đúng là có nhiều tạo hình đẹp, giàu tính thẩm mỹ, là rất hợp với đời sống thực tế nữa. Bởi vậy, ở trong bản thiết kế này của anh, anh đã để đường thương mại với bến tàu liên kết với nhau rất gần. Nhưng mà ông ấy đã vẽ một chữ U. U? Tôi hiểu ra rồi. Tại sao người Nhật lúc nào cũng muốn lấy bến tàu phố Kinh Bang? Bọn họ muốn biến bến tàu này thành một bến cảng hình chữ U dành cho những tàu thuyền cỡ lớn, để có thể kinh doanh hàng chục con tàu hàng ngàn tấn. Vậy Thượng Hải sẽ trở thành quân cảng chuyên dụng cho người Nhật. Anh đang nghĩ gì vậy? Vậy em có biết đấy chữ U là chỗ nào ở Thượng Hải không? Nhà tổ Đồng Gia. Vậy có nghĩa là nhà tổ Đồng Gia sớm muộn cũng trở thành mục tiêu của người Nhật. Trời ơi! Ê, đồ nhà quê chưa thấy tủ kính bao giờ hả? Nhìn cô thích chảy nước miếng luôn kìa. Cẩn thận đừng có làm dơ tủ kính của tôi. Bà là ai? Dám đứng đây lớn tiếng chửi tôi. Ê, tôi nói cô... cho bà biết bộ người thành phố hay ho lắm sao? Chỗ nào chỗ nấy toàn là bụi, đi tới đâu cũng thấy ồn ào, muốn chết, lỗ tai của tôi sắp nổ tung lên luôn. Chưa hết. Mùi gì đây? Này mà là mùi nước hoa sao? Y như mùi hôi nách vậy. Ê, cô... Làm gì chứ? Cái gì đây? Muốn đánh tôi hả? Tôi nói cho bà biết, tôi chính là ớt hiểm đông quảng cay nhất, nổi tiếng nhất đó. Mà dám đánh tôi sao? Tôi làm cay chết đồ hôi nách nhà bà luôn. Tôi kinh. Bộ cô điên rồi hả? Cái đồ nhà quê này. Đứng lại cho tôi. Đứng lại. Dừng lại cho. Đứng lại. Chạy nữa đây. Chạy hả? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Chạy nữa không? Đứng lại. Mấy người thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Dám lấy trọng đồ của tôi hả? Thả tôi ra. Buông tôi ra. Tôi lấy chỉ có mỗi cái bánh bao thôi. Tôi có tiền mà. Chỉ là một cái bánh bao thôi. Thả tôi ra. Có tôi tiền mà còn đi trộm nữa hả? Thả tôi ra. Có tiền nè. Có tiền phải không? Hả? Có tiền mà còn đi lấy bánh bao tiệm tôi hả? Hả? Tôi có tiền. Đi gặp cảnh sát. Mau lên. Mau lên. Tôi không đi đâu hết. Gặp cảnh sát. Mau lên. Đây. Tôi có tiền trả mà. Đi. Tôi có tiền trả. Tôi có tiền. Tôi có tiền mà. Tôi có tiền mà. Túi tiền của cô đây. Đây. Lần này bắt đi Bắc Kinh, tình hình thế nào? Đầu tường thành đối cờ đại dương, Nam Bắc hỗn chiến, giang chiếc hỗn chiến, đầu đầu cũng thấy chiến tranh loạn lạc. Hổ Hải Đạo bây giờ cũng bị loại rồi. Quyền lực của Thẩm Chi Bái càng ngày càng lớn hơn. Mới là đặc sứ Bắc Kinh đi rồi, quyền khai thác phố Kinh Bang cũng có chút tiến triển hơn.
Phải rồi, hạng mục đó vợ chồng vị thiếu gia đã đi trước một bước rồi. Năng lực làm việc của hai vợ chồng nó bác cũng rất yên tâm. Chỉ có một chuyện là bác lo là hai đứa nó không chịu đồng tâm hiệp lực. Người xưa nói gia hòa vạn sự hưng. Còn Nhã Quan, có tin tức gì của Nhã Quan chưa? Con vẫn đang cho người tìm. Bác cố gắng đợi thêm mấy bữa, chắc chắn có tin tức mà. Con gái ốm yếu, lưu lạc khắp nơi, chưa hiểu sự đời, để cho kẻ xấu tiếp cận lợi dụng, có hối hận cũng không kịp. Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ sớm tìm được Nhã Quan. Nhanh lên, nhanh lên. Gì vậy? Qua bên đó kìa, nhanh lên đi. Có gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Hả? Có chuyện gì đó coi đi. Nhanh lên. Nè nè, đừng có biết gì con gái nuôi đó. Ừ. Đúng rồi đó. Lâu quá vậy. Có chuyện gì vui quá vậy? Kim Ốc tuyển con gái nuôi. Con gái nuôi mà. Có khi nào tuyển mình không ta? Con gái nuôi là cái gì vậy? Hả? Là được lo cho ăn uống no đủ, là còn cho chân diện thật đẹp đẽ, được ăn sung mặc sướng đó. Tốt vậy sao? Ê, vậy tôi có thể làm được không? Đúng là trò cười mà. Con gái nuôi của phu nhân Kim đều là những mỹ nữ ngàn người chọn một. Loại ranh con đầu đường xó chợ dơ bẩn rách rưới giống như cô. Mau cút đi đi. Tôi cũng không thèm đâu. Làm con gái nuôi có gì hay? Tôi muốn làm thiên kim tiểu thư nhà danh giá ở Thượng Hải kìa. Còn biết xấu hổ mà. Đúng là không có mắt. Tôi chính là thiên kim tiểu thư Đỗ Nhã Quan đó. Đúng là khùng điên hay sao? Đúng là mắc cười thiệt. Mắt ác.